Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Đó là lời Chúa. Những trận mưa lớn kèm gió to tại nơi này hay nơi kia đã khiến bao người nhiều phen hú vía với những cái chết không báo trước, do những cây cổ thụ đổ xuống hay do sạt lở đất đá. Hôm nay, bài tin mừng thuật lại việc Đức Giêsu căn dặn các môn đệ về sự tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Tinh thần đón chờ Chúa được ví như người đầy tớ đón chờ ông chủ đi ăn cưới về. Người đầy tớ không hề biết bao giờ ông chủ về, vì đám cưới của người Do Thái thường kéo dài có khi đến sáng, có khi cả ngày hay tới đêm khuya, hoặc cũng có thể kéo dài tới vài ngày. Tuy nhiên, sự chờ đợi của họ không phải chỉ có ngồi và chờ, nhưng phải thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Như vậy, họ phải luôn trong tư thế làm việc và sẵn sàng. Tại sao vậy? Thưa, vì sự xuất hiện của ông bất thình lình đến độ như tên trộm. Như vậy, tỉnh thức mà Đức Giêsu nói đến ở đây chính là mỗi người cần có thái độ sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến, chờ đợi cái chết của chính mình trong tinh thần của kẻ tỉnh thức với đầy đủ đèn, dầu trong tay là những hy sinh, những việc đạo đức. Đoạn tin mừng còn hướng chúng ta về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại vào ngày phán xét. Ngày ấy bất ngờ như người chủ đi ăn cưới về giữa đêm khuya thế nào, thì cũng bất ngờ cho mỗi người chúng ta ra trình diện Chúa như vậy. Nói là bất ngờ, nhưng chỉ bất ngờ cho những ai lơ là ngày Chúa đến, và sẽ không bất ngờ đối với người luôn sống trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi chủ. Vì thế, như có câu ngạn ngữ: Hãy học như bạn sẽ sống mãi mãi, và hãy sống như bạn sẽ chết ngày mai. Nếu chúng ta là người luôn cẩn trọng, chu toàn và luôn trong tâm thế sẵn sàng, chúng ta sẽ biết mình cần phải sống ý nghĩa làm sao, sống như thế nào khi hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình. Vậy, cần kiểm điểm lại đời sống mình xem, ngay lúc này đây, bản thân tôi đã sống phận vụ của mình như thế nào? Có sống hết tâm với những gì Chúa gửi trao cho chúng ta? Người ta có hai cách để sống cuộc đời mình. Một là làm như một người lập chương trình. Hai là làm như một kẻ hành hương, không an vị một chỗ, nhưng đang di chuyển. Người lập chương trình thì giống như ông phú nông tính toán xây thêm kho lẫm để hưởng thụ, nhưng ngay đêm ấy thần chết gõ cửa nên cũng bỏ lại hết. Còn người hành hương, dù không thể kiểm soát tất cả những gì xảy đến trong đời mình, nhưng luôn biết sống trọn giây phút hiện tại để có thể thân thưa với Chúa: Con chỉ là đầy tớ vô dụng,
con chỉ làm việc bổn phận của mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh táo để nhận ra nước trời đang đến trong từng giây phút. Chúng ta hãy sống thế nào để đạo lý và giáo hội không bị hoen ố, nhưng được diễn tả bằng những hình ảnh cao đẹp nhất của công bằng, bác ái, yêu thương. Làm được điều đó, chúng ta sẽ được Thiên Chúa trọng thưởng là hạnh phúc đời đời trong cuộc sống mai hậu.